Theo thống kê của Global năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Có thể thấy là tình hình mắc mới và tử vong do ung thư ở Việt Nam đang tăng nhanh. Tình hình này cũng tương tự với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ. Các ung thư phổ biến ở nam giới gồm ung thư gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng, tiền liệt tuyến là những ung thư phổ biến nhất. Ở nữ giới, các bệnh ung thư phổ biến gồm ung thư vú, phổi, đại trực tràng, dạ dày, gan. Chung cho cả hai giới các loại ung thư phổ biến là ung thư gan, phổi, vú, dạ dày và đại trực tràng. Nguyên nhân khiến số người mắc và tử vong vì ung thư ở Việt Nam tăng nhanh. Theo bệnh viện ca, ung thư là bệnh lý gây nên bởi nhiều yếu tố phối hợp nhưng tự chung lại là hai nhóm yếu tố. Nhóm yếu tố thay đổi được như hành vi lối sống, môi trường và nhóm yếu tố không thay đổi được tuổi, gen. Việt Nam đang đối mặt với sự già hóa dân số nói chung. Tuổi càng cao, thời gian tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ càng dài thì tỷ lệ mắc ung thư càng cao. Các yếu tố về hành vi lối sống phải kể tới là hút thuốc lá là nguyên nhân của 30% các loại ung thư, gây ra 20 loại ung thư khác nhau và 90% nguyên nhân của ung thư phổi, lạm dụng rượu bia là nguyên nhân gây ra các loại ung thư như ung thư miệng, họng, ung thư gan, ung thư vú, ung thư đại trực tràng, chế độ ăn uống không hợp lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Chế độ ăn nhiều mỡ động vật, ít chất xơ, sử dụng các thực phẩm mốc gạo, lạc hay thực phẩm chế biến sẵn như thịt hun khói, cá muối, đóng vai trò 35% nguyên nhân gây ung thư như ung thư vú, thực quản, đại trực tràng. Ít vận động. Thói quen ít vận động cũng là nguyên nhân gây nên một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư đại trực tràng. Môi trường sống. Vấn đề về ô nhiễm không khí và môi trường cũng là những yếu tố gây ung thư. Nhận thức người dân tốt hơn về việc chủ động khám tầm soát ung thư. Trong thời gian gần đây, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống bệnh ung thư ngày càng phổ biến nên người dân quan tâm hơn tới việc đi khám sức khỏe. Trong đó có việc sàng lọc ung thư nên sẽ phát hiện nhiều trường hợp hơn. Sàng lọc phát hiện sớm có vai trò quan trọng trong điều trị ung thư. Khi phát hiện ở giai đoạn sớm thì việc điều trị càng hiệu quả và tiết kiệm về chi phí. Ngược lại, nếu phát hiện ở giai đoạn muộn thì điều trị gặp nhiều khó khăn và để lại gánh nặng lớn về kinh tế. Điều trị ung thư là điều trị phối hợp bởi nhiều phương pháp, phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng, dinh dưỡng, tâm lý xã hội. Theo các chuyên gia, với bệnh ung thư, phát hiện càng sớm, tỷ lệ chữa khỏi càng cao, tiết kiệm về chi phí. Ngược lại, nếu phát hiện ở giai đoạn muộn thì luôn để lại gánh nặng lớn về kinh phí và hiệu quả điều trị cũng giảm đáng kể. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về sức khỏe cộng đồng.